272 xu thú cưng rồi các bạn ơi. Rồi rồi, bây giờ sẽ có là 402 xu thú cưng rồi các bạn ơi. Ồ, ngon nha, ngon nha. À hả? Hello hello mọi người. Xu nè. Ủa, nhầm. Đây mới đúng nè. Chào em nha. Sự kiện mới đã được 2 hôm rồi và có rất là nhiều bạn đang than về cái sự đắt đỏ của sự kiện mới này nha các bạn. Và mình cũng là một trong số đó, nhất là những cái loại thuốc bổ này nha các bạn. Đã mua phải cái thú cưng là 300 kim cương đã đắt rồi mà trong này còn mua là 50 kim cương này, rồi 20-30 kim cương, xong có hộp còn 60 kim cương nữa. Nên bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách để kiếm xu thú cưng bằng tiền sao nha, để có thể mua được các loại thuốc ở trong cửa hàng mà không cần đến kim cương. Ok, bây giờ các bạn hãy đi cùng mình nhá. À, mình đã đến thiên đường thú cưng rồi các bạn ơi. Thông thường thì mình sẽ cần gặp NPC Give the Dream này để gửi các thú cưng đến đảo thú cưng đúng không? Tuy là mình còn khá là nhiều pet nhưng mà để gửi hết số này thì mình nghĩ là cũng không thể nào đủ cho cái quá trình mà mình nâng cấp pet nhiều các bạn ạ. Hay là mình mua các loại thuốc thì cũng không thể nào mà đủ được. Thậm chí là sẽ có một vài cái con tím mà mình phải bỏ đi thì rất là tiếc luôn. Vậy nên là các bạn bây giờ hãy đi theo mình nha, vòng ra đường sau này, đi chạy đến cái khu này, chỗ mà có hai quả trứng màu vàng và màu trắng đấy các bạn. Nhìn trên cái chữ mà có chữ farm kìa, là đúng nó rồi nha. Gần như tất cả các loại trứng ở trong này thì sẽ mua bằng kim cương, giống như cái quả trứng vàng này này các bạn. Cái quả này là 20 kim cương nha. Nhưng mà các bạn hãy bỏ qua nó và ấn sang bên này cho mình, hãy chọn vào cái quả trứng màu trắng đây nha. Các bạn thấy cái gì ở đây không? Đó chính là 2000 tiền sao nha các bạn. Đây chính là quả trứng duy nhất trong cái khu thiên đường thú cưng này nó bán bằng tiền sao. Các bạn khỏi cần quan tâm nó làm những cái loại pet gì đi, vì tí nữa mình sẽ gửi chúng đến đảo thú cưng hết mà. Và loại trứng thường này chính là thứ sẽ giúp mình đổi từ tiền sao sang xu thú cưng nha các bạn. Hãy nhớ là quả trứng thường nha, phải là quả trứng thường thì mới được nhá. Rồi bây giờ mình sẽ mua và đổi thử cho các bạn xem nhá. Ok, bây giờ mình mua xong rồi các bạn, không biết được bao nhiêu ở đây, mình mua mình không đếm hết luôn. Đây là tất cả những cái số trứng mà mình vừa mua này. Ồ, nhìn cũng nhiều ha. Để mình qua mình kiểm tra thử xem là mình được bao nhiêu rồi. Rồi các bạn hãy chạy lại chỗ NPC này, ấn vào có nha. Rồi bây giờ mình sẽ ấn sắp xếp lại để cho nó theo thứ tự này, cho cái quả trứng thường nó lên trên nha các bạn. Đây đây, mình sẽ chọn hết nha. Đây, vậy là mình mua là 21 quả nha các bạn. Ê, cũng khá là nhiều đấy nha, mình tưởng là ít mà cũng rất nhiều đó. Tính ra thì một quả trứng thường sẽ được là 10 xu thú cưng nha các bạn. Thì bên này mình sẽ đổi được là 210 xu thú cưng. Ok nha các bạn, cũng rất là nhiều nha, ổn đấy đó. Bây giờ mình sẽ đưa các em đi ra đảo thú cưng nha. Cho các bạn đi chơi thôi. Đi nè. Rồi xem tổng là được bao nhiêu rồi các bạn. 272 xu thú cưng rồi các bạn ơi. Ôi, hình như là vẫn chưa đủ nha. À, kiểu này chắc mình phải đi mua thêm quá. Rồi lần này mình đã mua thêm là 13 quả nha các bạn. Thì mình nghĩ là chỗ này chắc sẽ đủ đây. Rồi mình sẽ tiễn luôn mấy em đi cho lẹ lẹ nhanh nhanh nha các bạn. Rồi rồi, bây giờ sẽ có là 402 xu thú cưng rồi các bạn ơi. Ồ, ngon nha ngon nha. Chắc quả này là đủ chắc rồi đó. Đây đây, theo mình tính toán thì sẽ đủ được hai cái hộp thuốc bổ cho thú cưng và một cái hộp thần dược làm đẹp nha. Ok ok nha, đúng cái mình đang cần rồi. Nhưng mà trong video này thì mình muốn chỉ luôn các bạn những cái thắc mắc mà hôm giờ mà mấy bạn mà vào sự kiện ấy chưa có biết tại sao nó lại như thế. Kiểu như là thú cưng cưỡi làm sao này, hay là xe thú cưng như thế nào này, rồi cho nó ngủ, cho nó tắm ở đâu, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn mọi người nha. Trước tiên thì mình sẽ cần về nhà cái đã. Đây đây, đây là những cái loại giường thông thường này các bạn. Giường này rất là nhỏ này, và khi pet mới Retriever mà nó ngủ ở đây thì vẫn được nha, hay là các loại pet thông thường thì vẫn được nha. Lúc này là nó chưa full và nó chưa to hết cỡ nên vẫn sẽ ngủ bình thường. Kể cả các loại rào ở bên này hay là các loại bồn tắm này thì cũng vẫn sẽ sử dụng bình thường khi mà nó còn nhỏ, các bạn chưa nâng cấp. Nhưng mà để xem là khi lớn thì nó sẽ cần phải sử dụng cái nào nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho pet ăn đồ ăn mới nha. Bây giờ cái giao diện nó trực quan hơn rồi, mình chỉ cần ấn vào pet là có thể xem các loại thuốc bổ luôn mà không cần đến cửa hàng nữa. Bây giờ thì mình sẽ mua cái thuốc bổ thú cưng cao cấp này cho nó nha các bạn. Thì mình nghĩ là sẽ cần hai gói đó. Mình sẽ cho ăn trước một gói xem là có đủ lên cấp 6 chưa nha. Nào bé ăn đi nào bé ơi. Nào mau lên nào, xinh lên, to lên nào. Ui trời ơi, nó to lên rồi các bạn. Wow. Ui cái đuôi vẫy kìa. Ui nhìn cute dã man luôn các bạn ơi. May nha, may là nó ra cái con Golden Retriever này, chứ không thì nếu mà ra con đen là mình cũng thấy hơi tiếc nha. Mình không thích màu đen lắm, mình thích cái màu kiểu vàng vàng be hoặc là màu xanh dương hơn. Rồi may mà nó ra cái con này các bạn ạ. Bây giờ thì mình thấy là nó còn thiếu khoảng tầm hơn 300 điểm nữa thôi là sẽ full cấp 7 nha các bạn. Nên là mình sẽ cho ăn luôn để cho nó lên cấp 7 nha. Sau đó thì mình sẽ sử dụng luôn cái thần dược nha các bạn. Rồi rồi, mua thêm một gói nha. Bây giờ bé ăn để bé lớn lên và full cấp 7 nha. Ê, hình như full cấp 7 là nó còn lấp lánh đó các bạn ơi.
nào. Hả? Ủa? Sao chưa được ta? À ha, quên, đang còn thiếu mấy chục kinh nghiệm nữa các bạn. Quên. Đây, trong này mình còn cái nhiệm vụ điểm danh, mình chưa có điểm danh các bạn ạ. Đợt được 10 kim cương này, với cái này ngày thứ 3 là thêm một cái gói thuốc bổ này các bạn. Ngoài ngon ngon, rồi mình sẽ dùng cho ăn luôn nhé bạn ơi. Đây, rồi, khoản này thì chắc chắn sẽ full 7 nè. Rồi, full nè, ui. Nó lánh rồi nè các bạn ơi. Wow. Trời ơi, xịn chưa. Ôi. Ủa, đi đâu trời? Ủa, tao đây mà. Mày vừa lên cấp 7 mày chạy đi đâu trời? Ê, nó nhìn đểu mình đó kìa. Rồi các bạn ơi, bây giờ quay trở lại với vấn đề nha. Thì bây giờ nó lớn rồi các bạn ạ. Nó sẽ không thể nào sử dụng được những cái đồ như là cái giường này, hay là cái bồn tắm, hay là cái hàng rào giống như lúc nó còn nhỏ nữa. Đây, nó cứ ghi là không thể sử dụng do quá hẹp đây này, thì cần sử dụng nội thất rộng hơn. Về cái nội thất nó ở đâu thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn xem nha. Đầu tiên là các bạn hãy ấn cái phần chỉnh sửa nhà này, sau đó là vào phần cửa hàng nội thất cho mình. Đây, ở ngay cái mục đề xuất này thì nó đã có những cái vật phẩm mới này rồi các bạn ạ. Những cái vật phẩm này là cái loại kích thước lớn nha, bao gồm là cái loại như là giường này, hàng rào này, hay là bể tắm này, có hết luôn. Để bây giờ mình sẽ mua và sử dụng cho các bạn thử xem là cái loại bed mới này có dùng được không nha. Rồi, 21.000 tiền nha các bạn, khá là đắt đó, nhưng mà cũng phải mua thôi, tại vì bed mới nó chỉ dùng được cái loại này thôi các bạn ơi. Ok, đã mua xong nha các bạn. Đây, đầu tiên mình sẽ cho nó nằm thử này các bạn. Đói, trời ơi, vừa y luôn. Đó, hình như thế này thì nó mới vừa chứ, không thì cái loại bé kia đâu có nằm được các bạn. Này, bên này thì tắm cái này. Đó, thích chưa? Quẫy luôn kìa. Quẫy dã man luôn. Đây, còn bây giờ mình sẽ cho vào thử cái hàng rào nha các bạn. Đấy, phải cái loại này thì nó mới đủ bự để cho mấy con pet mới nó chạy chứ. Đói, tung tăng luôn kìa. Rồi bây giờ để làm đẹp cho thú cưng thì các bạn ấn cho mình nha, vào cái phần chọn thức ăn này, chọn sang cái phần thần dược làm đẹp thú cưng này. Nó sẽ có giá là 150 xu thú cưng nha các bạn. Đấy, cũng khá là đắt đấy nha, nhưng mà cái này mà mình đổi bằng tiền sao sang được, nên là mình nghĩ là tất cả các bạn cải chay vẫn đang có thể cải được nha, tại vì đâu có tốn kim cương hay tiền đâu. Rồi mình sẽ mua một bình, sau đó là làm thử, mong là sẽ ra một cái hiệu ứng gì thật là đẹp nha các bạn. Mình đang muốn cái cánh nha các bạn. Bây giờ thì các bạn cùng mình đoán thử xem là nó có ra được cái cánh như mình muốn không. Bạn nào cho rằng là nếu nó ra được thì hãy nhớ ấn like, còn bạn nào mà cho rằng là nó sẽ không ra được thì nhớ ấn subscribe cho mình nhá. Ok, 3, 2, 1. Rồi, cho uống nào. Ủa, sao nó không ra cái gì các bạn ơi? Ủa, sao nó mất luôn cả cái lấp lánh của mình rồi? Ơ kìa, sao nhở? Ơ, bị lỗi hả ta? À, trời ơi, cái hiệu ứng cầu vồng các bạn ạ. Trời ơi, nhìn nè, có hiệu ứng nha, nó là cái hiệu ứng cầu vồng. Wow, đẹp nha. Thì ra là phải chạy nó mới hiện. Trời ơi, làm mình tưởng là bị hụt mất rồi các bạn ạ. Tưởng cái hộp này hộp đều không ra hiệu ứng cơ. May nha, cũng ra được một cái hiệu ứng đẹp các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ giải đáp một số cái thắc mắc mà từ hôm đến giờ mà các bạn đã thắc mắc làm sao để chở pet các thứ này, hay là ôm pet như thế nào này. Ok, bây giờ cùng đi với mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mua cái quả trứng có giá là 250 kim cương nha. Cái này mình hướng dẫn từ hôm đầu tiên rồi mà vẫn có bạn thắc mắc ạ. Đây thì các bạn hãy làm nhiệm vụ chỗ này nè. Rồi sau đó là cứ đi theo thôi nhá. Đây, sau khi xong thì các bạn cứ quay trở lại trả nhiệm vụ bình thường nha. Đây, sau khi xong thì mình sẽ nhận được 10 xu nè. Rồi bây giờ thì các bạn hãy vào làm thêm một nhiệm vụ nữa nha. Nếu như các bạn dính luôn cái nhiệm vụ này thì sẽ không cần làm cái sau cũng được nha. Nhưng mà theo mình thì các bạn cứ nên làm để nhận thêm 10 xu thú cưng cho đấy nữa nha. Đây, chính cái nhiệm vụ này sẽ giúp các bạn mua được quả trứng với giá là 250 kim cương nha. Rồi bây giờ thì các bạn hãy ấn vào và đi theo hướng dẫn nha. Rồi sau khi vào trong thì sẽ gặp được NPC này nha các bạn, NPC đồng hành này. Rồi các bạn hãy ấn vào được thôi. Và bây giờ các bạn sẽ có thể mua nó với giá là 250 kim cương nè. Đây, nó có ghi sẵn là giới hạn một lần mỗi ngày thôi nha, nên là bạn nào muốn mua là nhớ phải tận dụng ấy nha. Ok, nhận thưởng nè. Rồi bây giờ sẽ đến cách để ôm hay là cưỡi thú cưng. Đó, giống như vậy đó. Thì để ôm được nó các bạn hãy ấn vào thú cưng nha. Đây, chỗ này sẽ có cái biểu tượng này, hình con mèo và bàn tay đang giơ ra này. Cái này chính là cái biểu tượng ôm nha. Rồi sau đó các bạn hãy ấn vào. Đấy, là mình đã ôm được bé pet rồi nè. Mà nhìn nặng hay ta, khổ cái thân tôi ông trời. Cứu tôi. Bé pet của mình cũng chính là cái bé pet của NPC ở ngoài Plaza luôn nè các bạn. Wow, trời ơi, đứa lớn tổng ngồng, đứa thì nhỏ tí xíu, nhìn hài thật chứ. Rồi bây giờ sẽ đến cách để cưỡi nha. Thì các bạn cũng ấn vào pet của mình này, bên này sẽ có một cái biểu tượng khóa này. Nhưng mà các bạn nhìn vào cái mức giá đây, 100 thỏi.
nên là bạn nào có thỏi thì có thể mua nha. Còn hiện tại mình không có, nó hiện màu đỏ này là chịu, mình không có mua được nha. Một câu hỏi nữa là các cái loại dây cún này ở đâu? Mà khoan hay sao nó mình rắc nó thì nó rắc mình mà nó cứ chạy trước cái trời. Thì để mua được cái dây các bạn hãy vào cái khu mới, đó là khu thiên đường thú cưng nha. Đây mới vào thì các bạn hãy chạy rẽ sang bên phải cho mình nha. Lần này mình sẽ không cắt để cho các bạn xem đúng nha. Sau đó là các bạn hãy ấn vào cái quầy ở bên trái nha. Chỗ này sẽ bán các cái loại dây nè. Đó, có cả dây bằng kim cương này, dây bằng tiền sao này, đủ các loại luôn. Đó, thì bạn nào thích dây nào thì có thể mua nha, tùy theo cái mức giá mà các bạn có. Mình ở đây mình mua hết tất cả các loại rồi, trừ cái loại kim cương ra nha. Đây, mình có tất cả luôn á. Là bây giờ mình muốn rắc nó đi đâu cũng được hết nha. Rồi, bây giờ sẽ đến một câu hỏi cuối nha. Làm sao để chở được bé pet này lên xe? Và những cái loại phương tiện nào thì sẽ chở được pet? Mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nha. Rồi, đầu tiên để có thể chở được bé pet thì các bạn hãy gỡ cái dây này đi nha. Không là không có chở được đâu. Rồi, đưa nó về trạng thái bình thường nè. Thì những loại chở được pet sẽ bao gồm những cái loại như sau. Đầu tiên là những loại ô tô nha. Đây, các loại ô tô có xe mui trần như thế này. Xe mui trần là các loại xe mà không có mái nha các bạn. Có nghĩa là khi mà các bạn để ở ngoài như thế này thì các bạn vẫn có thể thấy được nhân vật bên trong này. Chứ các loại xe như này là không có chở được pet nha các bạn. Khi mà các bạn ấn vào cái biểu tượng này thì nó sẽ ghi là không thể chở thú cưng nè. Điều kiện tiếp theo là các loại ô tô này, thuyền này, thảm này hay là xích lô thì đều dùng được nha các bạn. Nhưng điều kiện tiên quyết đó là phải từ 2 chỗ trở lên và bắt buộc phải có một cái ghế hoặc là một cái chỗ để pet có thể đứng nha, chứ không thể dùng các loại xe đạp được. Ví dụ như là cái loại xe đạp tình yêu này các bạn, nó có 2 chỗ nhưng mà nó nhỏ và nó không thể nào để cho pet ngồi được nha các bạn. Hay là các cái loại xe đẩy như thế này thì cũng không thể nào cho nó ngồi được nha các bạn. Đây, không thể chở thú cưng nè. Đây, nó phải đủ lớn như cái loại xe tình yêu này thì pet nó mới ngồi được nha. Hay là trong cửa hàng cũng bán một cái loại xe là xe chở cún đi dạo này, thì cái loại này cũng khá là bự nha các bạn, nó không bé như cái loại xe chở bình thường đâu, và loại này là đúng để chở pet luôn á, nhưng mà người vẫn ngồi được nha, nên là bạn nào muốn mua thì có thể mua thử nha. Và để cho pet ngồi được thì các bạn ấn vào biểu tượng này, cái trái tim mà có người này, mình chỉ lần thứ 3 rồi sao á mà vẫn có các bạn đang thắc mắc nha. Đấy, ấn vào cho mình, nếu như nó đang hiện có thể thì là bây giờ có thể chở pet rồi nha, còn nếu như nó đang hiện không thể như thế này thì các bạn hãy chuyển sang có thể. Rồi khi mà nó hiện cái biểu tượng này thì các bạn ấn vô nha. Thì bạn ấn vào cái chỗ nào thì pet nó sẽ ngồi chỗ đó nha. Giống như thế này nè. Và khi ngồi lên như thế này rồi thì làm sao để đưa bé pet này ra ngoài? Các bạn có thể vào cái ba lô này sau là gỡ nó đi cũng được nha. Cũng là một cách. Nhưng mà mình sẽ cần phải vào để lấy nó ra thì mới được. Với cả là nếu như mà pet đang có nhiệm vụ ấy thì các bạn cất vào bao thì nó sẽ bị mất cái nhiệm vụ nhu cầu luôn. Nên là mình sẽ có một cách khác nha, là các bạn hãy ấn vào cái biểu tượng này, sau đó là ấn vào chữ không thể. Đó, bây giờ nó sẽ ghi cái chữ không thể chở thú cưng này, thì tự động pet nó sẽ ra bên ngoài như thế này nha. Ngoài ra thì sẽ có cái thảm này thì pet cũng ngồi được nha các bạn. Cái xe kéo đợt lễ tạ ơn này thì cũng được luôn nha các bạn. Còn để đưa pet ra ngoài biển thì cũng tương tự nha các bạn. Các bạn cần tìm một chiếc thuyền có 2 chỗ trở lên. Ở đây mình có cái tàu cướp biển Kama này, nó sẽ có 2 chỗ nha. Và các bạn cũng chú ý xem là mình đã ấn có thể hay không thể chưa. Hãy nhớ là để có thể thì mới cho pet lên được nha. Và đảm bảo là pet đã được sử dụng trước đó này nha. Nó hiện ở đây rồi thì các bạn mới có thể cho pet đi cùng được. Bây giờ thì các bạn chỉ cần ấn vào nút này thì pet sẽ ngồi lên cái tàu này. Đấy, nhìn ok chưa? À, chở nó đi thôi, muốn chở nó đi đâu cũng được nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Nếu như thấy hay hãy nhớ like, subscribe cũng như là ấn vào nút chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất của mình nha. Bye bye bye.